khóa hết rồi. Cái gì vậy bà nội ơi? Thằng nhân vật nó bò ngang qua đây cái xét đánh với nó. Ôi nó làm cái tôi cũng sợ theo nó luôn á mấy sếp. Ủa tôi không biết đèn pin này nó có... Ôi nó đó hả mọi người? Ơi, ổng là con nhện đó mọi người. Ổng bò 4 giờ kìa. Ơi, anh nhìn ổng giống như con người á. Nhìn giống như con người mà giống như con vật kìa. Hay quá. Hay. Nếu anh bắt được em. Yếu. Yếu. Ma này yếu. Sao tôi ghét cái kiểu game này ghê cái trời. Cái video này nó chứa có rất là nhiều các yếu tố đáng sợ. Có hình ảnh máu me. Có cái đèn, ánh đèn nhấp nháy. Làm ơn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chơi. Nếu mà những ai bị đau tim hoặc là bị rối loạn về thị giác thì mấy bạn nên dừng lại cái game này. Đó. Rồi thôi chúng ta vô game thoi nha mọi người ơi. Mọi người ơi. Để tôi game cái con game cho mọi người cái. Rồi cái tên game á mình ghi ở bên dưới cho mọi người rồi đó nha. Không là mất thời gian về sự chờ đợi của tất cả các bạn nữa, chúng ta vô game thôi. Vô thôi ạ, vô thôi ạ. Chị gì mà chưa gì hết mà thấy sét đánh rồi ạ. Rồi mọi người ổn định chỗ ngồi chưa? Vô ạ, vô ạ. Vô ạ, vô ạ, vô ạ. New game, new game. Ê ơi, mình chơi dễ hay mình chơi bình thường hay mình chơi khó hay mình chơi nightmare hay mình chơi extra? Hôm mới chơi mình nên chơi dễ thôi nha mọi người ha, dễ thôi ha, khó quá tôi sợ tôi chơi không qua luôn á. Thôi normal đi, có mẹ gì đâu khó. Mình là người dân, mình dân gì chưa chơi game mà mình sợ. Nó chỉ có móc là móc dễ hoặc là móc trung bình thôi. Nếu mà có móc khó thì tôi cũng chọn móc khó luôn đó nha. Bây giờ chỉ mới chơi được móc trung bình thôi, móc bình thường thôi. Mình chỉ chơi được móc dễ với lại bình thường thôi. Where am I? What is this place? I need to carry on. Chapter 1. The thing in the corridor. Chapter 1. The thing in the corridor. Sao game tối thu tôi lùi vậy trời? Game kinh dị gì làm tối thu vậy? Ai thấy đường ta chơi má. Hiện tại bây giờ là 8 giờ 5 phút. Ôi! Trời ơi mọi người ơi, bây giờ đang là 8 giờ 5 phút luôn. Và chúng ta đang chơi game lúc 8 giờ 5 phút. What the fuck? Are these doors bolted to keep me out? Or to keep something else in? I don't know. Ok, nó kêu là chúng ta cần phải rời khỏi đây đó. Bóng đèn nhấp nháy, nhấp nháy, nhấp nháy. Ủa sao có mấy cái awesome. Gia Huy rồi mọi người, tôi bắt được Gia Huy rồi. Hai xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đã chào mừng tất cả các bạn đến với lại game đi bắt Gia Huy. Tôi bắt được Gia Huy này nè. Trời ơi là trời. Ủa rồi game gì đây? Từ 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 để cái tường đã bị khóa rồi. Để cho Alone Smart E The Play là cái gì ta? Nó kêu là những cái vô, những cái bức tường này không có được mở nè. Ủa sao game này chưa gì hết? Chưa gì hết nó cho trốn rồi mọi người. Chưa gì hết nó cho chỗ trốn rồi đó. Có điểm á, nó cho chỗ trốn rồi có điểm á.
sao phòng này là căn phòng gì đây? Ơi, từ từ cái nó. Ơi! Where am I? What is this place? I need to get out. Chapter 1. Xin lỗi mọi người nha, tao bấm lộn á mọi người, tao bấm lộn á. Tao bấm lộn cái quay trở lại má. Rồi mình mở hết mấy cái này nè. Gì vậy trời, lấy cái này đi mẹ. Không có cửa nào để mình để đi được hết á. Ôi, sao đây có xác người vậy? Một, hai, ba, bốn, năm. Ôi, ôi, bị thiếu một cái xác. Đáng lý là ở đây phải được chôn sáu cái xác nè. Nhưng mà có một cái bọc xác ở đây nè, mất rồi. Ở đây là những bình ga, đây là những bình nước. Trời ơi, tôi đạp lên cái xác của mấy người này luôn, thấy ghê quá. Gia Huy ơi, Gia Huy, Gia Huy ơi, anh ở đâu? Oh no, anh Gia Huy, giật. Mày hả Gia Huy? Tôi không thể ra khỏi, không thể mở cái này, nó đã bị khóa. Gia Huy. Trời ơi là trời. Lightning and Monster and Rat. Ánh đèn, sấm chớp, quái vật dài. What the hell was that? Cửa này bị khóa rồi. Ơi, hình như có cái tiếng gì đó mọi người. Có tiếng gì đó giống như là cái tiếng bị phá cửa sổ gì đó. No. Cửa này cũng bị khóa rồi. Bị khóa hết rồi. Cái gì vậy bà nội ơi luôn á. Thằng nhân vật nó bò ngang qua đây cái xét đánh với nó. À, à, mới là comment lại dữ chứ. Ôi nó làm cái tôi cũng sợ theo nó luôn á mấy sốt. Oh no. Mỗi lần mình đổi đồ là mình sẽ làm rớt cái đó hả? Ôi. Hình như mình phải tìm chìa khóa mấy shop. Có hai cái cửa bị đóng á. Oh. Oh my god. Ở ngôi nhà này có căn phòng chứa bí ẩn. Tôi nghĩ là tôi có thể bật được nó. Nhưng mà nó đã bị mất một cái gì đó. Tôi cần phải tìm được. Ờ chắc bị mất cái cầu chì nữa chứ gì. Cái game này vòng vòng thì chỉ có nhiêu đó thôi. Tìm cái này cái kia cầu chì đồ đó. Ôi. Cái gì đây? Cái đây là cái gì đây? Nó bắt. Má ơi xét đánh làm hết hồn của má. Chưa có gì sợ hết. Cái tiếng gì ạ? Cái tiếng bóng đèn. Cái tiếng bóng đèn thôi mà hiếu gì đâu sợ em. Oh. Oh. Vậy thôi khỏi cần cầm đèn đó. Ngon. Cầm cái này được nè. Ôi, sao game này chỗ nào cũng có chỗ trốn hết vậy? Ủa?
chỗ nào cũng là chỗ chốn hết trơn á, là nó dí đó, là có ma nó dí đó. Người chơi kinh dị nhiều năm mà. Chơi nhiều năm nhưng mà sao bị sợ nói chuyện cà lăm dữ vậy? Tôi đã nói cái chuyện này trước đây rồi, tôi đang thật sự rất là lo lắng và tôi nghĩ rằng tôi không thể ngồi suy nghĩ được. Có chuyện gì vậy? Chỉ có tôi và cô ở đây thôi, cô cứ nói ra hết đi. Tôi đã rất sợ về cái gương mặt đó. They may do something about it, so you must act quickly before they manage to get away with the plans. I won't tell anyone what you're trying to do, but please, I beg you, as a friend. Tôi sẽ luôn bên cạnh cô giống như là một người bạn. Hãy cứ nghĩ về bất kỳ một cái gì đó đi. Cái tiếng gì vậy? I need to update my to-do list. Okay, get out of this mansion. It's now priority number one. Cái tiếng gì vậy? The door's locked. Ôi, bên đây bức tường có người nè. Nhưng mà cái cửa này bị đóng rồi. Má, cửa nào cũng khóa hết trơn vậy? Tất cả đều đã bị khóa. Má, mấy cái cảnh này dễ bị hù lắm nè. Vẫn chưa hù à? Phòng này vô rồi đúng không? Cái phòng bên đây chưa đi nè. Một cái con đường mới. Ủa, tôi không biết đèn pin này nó có ôi. Nó đó hả mọi người? Nó đó hả? Cái này là cái gì đây? Thôi chết mẹ tôi rồi. Chết mẹ tôi rồi. Rồi giờ sao tôi ra? Ôi, có thể mà Hiếu gây tiếng động là nó tới à? Nó tới á? Thể mà mình nhảy lên cái là nó tới. Nhưng mà Hiếu bị kẹt rồi, Hiếu không đứng lên được. Tôi Hiếu bị kẹt rồi. Nó tới nữa kìa. Má ơi, chắc tôi không dám đi luôn á mọi người. Tôi không dám đi luôn á. Chìa khóa nè. Ôi, mình đi qua ngõ đó lại không được. Cái ngõ đó là cái ngõ kia mà. Cái hành lang này dài quá à. Quá trời cái cửa ở đây luôn á.
my god, in circles. Ôi, ổng ăn con chuột á hả? Ơi, ổng là con dạm đó mọi người. Ổng bò 4 giò kìa. Ổng bò 4 giò kìa. Má ghê quá à. Ơi rồi giờ sao tôi qua được ổng vợ? Ơi anh nhìn ổng giống như con người á. Nhìn giống như con người mà giống như con vật vậy á. Rồi ổng điếm quá à. Tôi vừa mới tính đi luôn á. Tôi thấy bên kia có một cái bàn á. Bên kia có một cái bàn mà chạy qua được. Ma này ma bị tật má ơi. Đi sao đích ổng thôi. Ổng đâu đỡ nổi. Hình như ông bị mù đúng không? Ông đâu có thấy mình đâu. Ừ, cái này là cái xác còn lại của năm cái xác kia nè. Trời đi như con chó vậy đó má. Ôi ơi, thấy tôi nhanh không? Thấy tôi nhanh không? Thấy tôi nhanh không? Thấy tôi nhanh không? Ôi ơi, cười ơi, đâu giỡn với tôi được, đâu giỡn với tôi được. Siêu trí tại việt. Nhưng mà siêu trí tại việt sợ quá, siêu trí tại việt không dám đi rồi. Siêu trí đại diện không dám đi nữa rồi. Thôi ghê quá, ghê quá. Núp đi, núp đi. Cho tôi một đường sống được không, bạn? Hay quá. Hay. Nếu anh bắt được em. Em nếu anh bắt được em. Yếu, yếu, ma này yếu. Ma này quá yếu. Trời, tôi tưởng ông bò tới đây chứ. Ông không làm được gì mình hết á. Mình trốn dưới gầm bàn, ông không làm được gì hết. Liêu liêu. Ông đi rồi, ông đi rồi. Ồ, mình mở được cái cửa này không ta? Ồ, cái chìa khóa này rốt cuộc là cái chìa khóa của cái gì á? Ông đi rồi, ông đi rồi. Ê, mở được nè. Ồ, hồi nãy Hiếu có thấy một cái cờ lê á. Hiếu có thấy ở đó có một cái cờ lê mà Hiếu không biết ở đó cái cờ lê nó làm gì hết trơn á. Thôi tao để tôi đi qua bên kia tôi lấy cái cờ lê cái máy shop. Cái đường qua bên kia để lấy cái cờ lê đâu rồi ta? Máu kìa. À, cái game này sao tự nhiên cái yên tĩnh cái tôi sợ gan luôn á trời. Ôi đi lộn đường rồi. Mấy cái cửa này nó đóng hết rồi. Sao tôi ghét cái kiểu game này ghê cái trời. Thà đưa cái kiểu game mình đi ghé điều tra coi mình đi ghé mình đi kiếm cái gì đó đi. Đưa cái kiểu game mà một gì xịt sợ quá luôn á. Đưa cái kiểu game một gì không dám chơi đâu. Không
có chìa khóa nè. Đừng có nói chuyện, nó nghe á. Nó nghe mình nói á. Nó nghe mình nói mà đừng có lên tiếng. Ông mệt, ông mệt, ông mệt, ông mệt rồi, ông mệt rồi, ông chạy nhiều quá, ông mệt rồi, ông thở rồi. Ông thở, ông thở, ông thở á. No, 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 no. Chỗ cái thùng này có nấp được không ta? Thank you. Có trà sữa uống luôn. Má ổng không đi thì sao Hiếu đi được hả mọi người? Nếu mà ổng không rời khỏi đây thì Hiếu đâu có đi được đâu. Ông đi ra chỗ khác đi, ông đi vậy hoài thì game bao giờ mới xong á ông nội. Thôi đợi xíu chổng đi đi nha, đợi xíu để chổng đi luôn đi. Mình đợi xíu chổng đi đi. Ê mà hình như ổng đi 4 giờ ổng đi nhanh hơn á, đi đường ngược lại không có đường, cái đường ngược lại bị chặn rồi. Cái đường ngược lại nó bị chặn bởi cái kia rồi. Nhưng mà trên tay Hiếu đang cầm một cái chìa khóa, Hiếu không biết là cái chìa khóa này là cái chìa khóa của cái phòng nào ở đây không á. Chưa mở thử Hiếu chưa biết. Ông tới nữa rồi, ông tới nữa rồi, tới cục cưng nữa rồi. Ông nghe tiếng á, ông nghe tiếng á. Còn hai cái cửa cuối cùng là Hiếu chưa mở đúng không? Hai cái cửa cuối cùng. Ủa cái tôi không biết là hồi nãy là mình có sale là nó có sale lại cái cảnh mở cái cửa màu trắng kia chưa nữa. Chứ nếu mà nó chưa sale lại là mệt á, là mình phải chơi lại từ khúc đó luôn á. Giờ tôi chỉ cho nè. Bây giờ á mấy ông hả chụp tay chụp chân của con ma nó lại đi. Tôi buông. giận á. Mấy ông làm được, mấy ông giữ tay giữ chân nó lại, tôi chơi game. Đây thì ra đây là cảm giác có người bị theo đuổi nha. Đây là cảm giác chúng ta có người theo đuổi, có người theo đuổi. Ủa từ từ để Hiếu coi thử coi. Là phía sau đường mình đi còn đường để đi không? Chứ chẳng lẽ chỉ có một đường duy nhất vậy thôi hả? Ôi cái cờ lê mất rồi. Cái cờ lê không nằm ở đây nữa. Đúng rồi, Hiếu nhảy lên không được. Vậy là phải chơi lại rồi. Vậy là cái chìa khóa này là cái chìa khóa phòng dưới rồi mọi người. Cái nó ngay trước mặt tôi luôn chứ. Trời ơi.
Hiếu chạy trước nó kịp không ta? Tôi chạy thẳng tới cái bàn đó kịp không á, tôi cũng không biết nữa. Hay, hay lắm. Tôi chạy kịp nó rồi. Rồi nó tới, tới củ kiệu tới. Sao biết tôi ở đây được cha? Cút đi. Đi đây, đi ra đi. Thôi nè, không được nè. Không chạy không ngoan nha. Thôi, không ngoan nha. Vừa ngồi vừa đi, ông bị mù mà. Tôi vừa ngồi, tôi vừa đi, ông vừa bắt tôi được mà. Kìa. Là vừa ngồi vừa đi dữ chưa má? Không có gì đây luôn hả? Chết mẹ, chìa khóa nó giấu chỗ khác nữa rồi. Cờ lê kìa, có cái cờ lê kìa. Cái cờ lê để làm cái gì vậy ta? Ném Gia Huy về phía ổng hả? Ờ đúng rồi, ổng ăn con chuột đúng không? Ui, má ơi, ổng cúi mặt xuống luôn kìa, tôi hết hồn luôn á. Tôi tưởng ổng chui vô đường hết trời. Đi ra chỗ khác đi. Nhưng mà ở đây không có còn con Gia Huy nào hết á. Ông cứ tính ở đây hoài luôn hả? Ông ở đây hoài là game này không bao giờ kết thúc luôn hết cha. Đúng rồi, đời ơi, ông đi ra chỗ khác đi, ông sao quá. Đúng vậy, đó, ông cứ vậy không á. Hình như ông nghe mình nói chuyện đó mọi người. Thôi mình im lặng đi.
this place? How can anyone even live here? Chết rồi, Hiếu không có mở cửa đó được. Ôi, nó nghe cái bích của tôi kìa. Chìa khóa đây rồi mọi người ơi. Mẹ mày! Con ma chó ghẻ! Nó không nghe mình. Là do mình tự đa tình, là do mình tự sợ thôi. Là lấy cái cờ lê này nè, đợi nó tới móc vô cái họng nó. Con ma này mấy ông ra mấy ông hút độc đi, chứ ma này tôi không dám hút độc đâu. Ma này tôi nhường mấy ông á. Độc này tôi không dám hút. Hello my friend. Đi chỗ khác đi cha nội. Đi chỗ khác đi. Sao cứ đây hoài vậy? Nó đi chưa ạ? Ơi, nó làm tôi sợ, tôi không dám đi luôn á mọi người ơi. Có ai biết cái cây xà beng để làm gì không? Chỉ tôi đi. Cái cây xà beng để cạy mấy cái cây gỗ đúng không? Mấy cái cây củi gỗ đúng không? Ừ, nó đó. Nhưng mà giờ trước mắt tôi mở cái cửa này trước đã. Má vừa mới bước ra luôn á. Tự nhiên này nó la. Thằng này nó la nè, nó la trong game luôn á. Trong game nó la cái á luôn. Cái cây xà beng nó để móc họng nữa đó hả? Tôi móc có được đâu mẹ. Mẹ hay chỉ bừa quá. Nó bên kia rồi. Cầm Gia Huy theo, bắt Gia Huy. Bắt con Gia Huy lại. Ồ, là mình chọn Gia Huy ra đó đó. Cây xà beng để cạy cái cửa này nè, để cạy mấy cái cửa gỗ này nè, mấy cái cửa mà như này nè. Ổng đi đâu rồi ta? Đây rồi, Gia Huy đây rồi, Gia Huy đây rồi. Ở đây biểu coi. Cái cửa đó là cái cửa này. What the hell was that? Cửa đó là cái cửa nãy mình mới mở đúng không? Ở đây
có cái gì vậy ta? Ở đây trên cái khán đài này có một cái gì đó nè. Cái này là một cái lễ tế, một cái lễ đốt gì đó. Không có chìa khóa, không có gì ở đây hết trơn hả? Hình như nó không có vô cái phòng này được hay sao á. Chết mẹ, ngõ này ngõ cục. Nó tới mọi người ơi. Nó kìa mọi người. Mình đừng có chạy, thì ra mình chạy nó dím mình đó. Mình đừng có chạy nữa. Mình đi bình thường thôi. Nó không biết mình. Nó bò mình cũng bò được mà. Nó làm chó thì mình cũng làm chó được mà. Gâu. Trời, nó bò thì mình bò, có mẹ gì đâu sợ. Nó bò được, mình bò được. À, thì ra nó biết mình là do cái đèn pin của mình á. Nó biết được mình là do cái đèn pin của mình, chứ không phải do nó. Nó không biết đâu, mấy ông đừng có sợ. Hay quá, nó đi đường khác rồi. Hay. Chơi hay hơn hồi nãy rồi nè. Cái gồm móc này để móc nữa hả? Cái gồm móc này để móc cái gì vậy trời? Cái gồm móc này phải để móc cái gì đó đó. Bên đây đâu còn đường đi nữa đâu, bên đây mình đi hết rồi. Móc cái cửa gỗ hả? Để từ từ để Hiếu kiếm mấy cái cửa gỗ Hiếu móc thử coi có móc được không. Đi cải két thằng Gia Huy hả? Trời ơi, trong đây có nhiều Gia Huy lắm đó má. Nó tới rồi. Mày chắc để móc đít nó đó. Vậy đợi nó xíu, để nó sơ hở, nó ngồi xuống móc đít nó. Móc lỗ đít nó. Nó đi đâu rồi các bạn ơi? Các bạn ơi, nó đi đâu rồi các bạn ơi? Mình sợ đái quá các bạn ơi. Ôi, móc cái này nè các bạn ơi. Nó tới. Đợi xíu. Chết mẹ chưa, tôi móc cái này xuống, tôi đâu còn đồ, tôi móc lũ nít nữa đâu mọi người. Hết rồi. Rồi, hên. Không qua đâu.
không qua đâu, không qua đâu, không qua đâu. Không qua đâu, không qua đâu, không qua đâu, không qua đâu. Không có làm mà đòi có ăn. Mấy ông biết sao nó bực bội vậy không? Con này nó phẫu thuật thẩm mỹ. Đúng rồi, con này nó phẫu thuật thẩm mỹ đó. Nó phẫu thuật thẩm mỹ nó bị lỗi. Xong nó thấy là nó thấy ai nó cũng bắt hết đó. Mình ra tới con chuột mà nó còn ghét mà. Tới Gia Huy mà nó còn mơ mà. Nó thù Gia Huy lắm. Ủa trên đó có chỗ nấp bông trời. Và ở trên đó có cái gì ở trển. Giờ cái vấn đề là chúng ta cần tìm các chìa khóa đó. Hình như nó không có trèo lên được. Chỉ có mình trèo lên được thôi, nó thì không. What is this place? Ờ cái gì đây? Ơi, cái cần gạt. Cái cần gạt này ở đâu ta? Ơi, cái hộp điều khiển hồi nãy mình thấy nó ở đâu vậy? Cái hộp điều khiển hả? Cái hộp điều khiển mà thấy như nó ở đầu game á. Ở ngay cái chỗ hành lang dài. Ở trong cái phòng kệ có cuốn sách, có cái phòng điều khiển control á. Má nó trời ơi là trời, má ơi hay quá Hiếu. Đôi bàn tay ma thuật. Đôi bàn tay ma thuật hay nè. Hay. Hay lắm. Giờ ngồi im đi, đừng ra nữa. Núp luôn đi. Trốn mẹ luôn đi. Núp đi. Núp luôn đi. Giờ không ra nữa, giờ không ra nữa sao chết chứ, ra chi cho chết. Đừng ra nữa. Móc cái đồ móc rồi, đâu có móc lỗ đít được nữa đâu, núp đi. Thôi gần, cái gì vậy mẹ? This isn't a thrilling experience.
Ủa nếu như mà nó cứ đi vòng vòng như vậy hoài thì sao Hiếu đi qua nó được hả mọi người? Cái con ma này nó bị khùng quá. Gia Huy nó đứng kìa, Gia Huy kìa, Gia Huy kìa. Nó đi rồi, nó đi rồi. Đây đây, trong căn phòng này nè. Hay quá. Hay quá mọi người ơi. Hay quá mọi người ơi. What is all this? What the fuck? Someone watching everywhere I go. Có gì hồi nãy coi YouTube được nè. Cái gì đây? Energy Sean Complete General URD ADD Red URD ADD Red. Ủa URL là cái trang web mà. What the fuck? Ủa thì sao? À nó mở cái cửa đó cho mình đó hả? Nó nói là oh the door closing hả? Oh, nếu mình đóng cái cửa này thì hai cái cửa này đóng. Mình đóng cái cửa này thì cái cửa này mở. Cái cửa hai à. What the hell? Rồi chết rồi, tới gia lập giải đố rồi. Làm sao đóng hết tất cả các cửa này lại một lần? Đây 1 2 3 ba bên. Ba cái cửa này sẽ đóng, nếu mà đóng như này. Đóng thử cái bên này trước. Hai cái này đóng. Cái này mở. Vậy nếu mà Hiếu đóng cái này. Đóng cái này thì cái này mở. Đóng cái này thì hai cái này mở. Đóng cái này thì hai cái này đóng nhưng mà bị thừa một cái. Ừ khoan đã, để làm sao đóng. Đóng cái cửa nào thì cái đó mở ta. Thì cái cửa nó đóng. Từ từ đi Hiếu, mở cửa hết đã. Mở hết thì cái này đóng. Đóng cái này thì cái này đóng. Cái này đóng. Còn hai cái này. Ba cái. Đóng cái này. Thì cái này mở. Watch your sensor.
thank you. Well, this is not a thrilling experience. Hi, chào đoàn ấy, tất cả mọi người đã sẵn sàng. Và sau đây tôi có một cái number symbol, có một số cái vấn đề cần phải chia sẻ. Thì như mọi người biết đó, thì Kalon đã có hỏi tôi về những cái đứa học trò mà tôi đang có cái sức mạnh không vui gì đó tại đây. Ủa, những cái đứa học trò mà tôi đang cố gắng là sao? Là ông này là cái gì? Ông này là... Chúng tôi đã làm được nó. Cái sức mạnh của Jumbo hả? Và nó đã mạnh hơn. Nhưng mà có cái chuyện gì đó diễn ra tại đây. Đâu để tôi tìm hiểu coi. Để tôi dịch coi là sao chứ tôi dịch không kịp á. Từ nha mọi người, để tôi dịch cái dòng này. Cái tôi vốn tiếng Anh của tôi nó hạn hẹp lắm. Nên là để có thể hiểu rõ hơn về game thì chúng ta nên xài Google dịch nha. Để tránh cái tình trạng là ai có thể đoán được cái viên ma thuật khổng lồ này. Nghiên cứu về mọi thứ ở đây, tại vì cái máy tính bảng. Ồ, vậy là cái con đó là cái con nghiên cứu à? Cái con đó là do sức mạnh nghiên cứu à? Đã gọi lại cho tôi ngày hôm nay đã thứ ba lần. Và đang nói về một cái vấn đề, về một cái nói rất nhiều. Valerie. Dịch không được. À, cái sức mạnh đó nhưng mà mình không có ổn định được. But there are forces that we don't understand, which can shape the reality at will. I see. After all, as a man of knowledge, sao tất cả những gì tôi biết thì... cái này diễn dịch không nổi rồi. Chắc ổng là một cái sự thất bại của nghiên cứu á. Người ta cố gắng chôn mà ổng cùng với lại năm cái xác á, nhưng mà người ta chôn không được hay sao á. Hiếu đang có giữ một cái chìa khóa nữa rồi. Cái chìa khóa này mở cái cửa nào vậy? Cái con đó nó không có chui vô đây được. Cái con đó nó không có chui vô đây được nên là yên tâm. Cửa được. Chết tiệt thiệt. Cái chìa khóa này mở ở đâu vậy? Cái cuộc cái chìa khóa này để mở cái cửa nào ta? Mình đi bên kia đi được. Đường bên kia mình đi được. Không chèo được. Well, this is not a thrilling experience. Hồi gáo mém xíu cút. Trời ơi là trời, mém xíu nữa cút. Ờ
mình đang cầm một cái chìa khóa gì đó. Nhưng mà Hiếu không biết là chìa khóa này nó sẽ mở cái cửa nào. Chết Hiếu quên nhảy đó nó nghe á. Cái này mở cái cửa vô cái phòng nào á ta? Ủa rốt cuộc là còn mấy cái căn phòng nữa nhờ. Nó không cho mình biết cái chìa khóa này tên gì luôn á. Sợ quá nấp luôn rồi. Chắc là để mở cái cửa nào ở bên đây quá. Ở trong cái phòng này đâu còn cái cửa nào để đi nữa đâu đúng không? Trong cái phòng đàn là hết rồi. Bên này nè, chỉ còn có mỗi chỗ này thôi. Cuộc là ở bên đó thì nó sẽ cho ra đâu ta? Ủa nếu mà mình đi thẳng thì có cái cửa cuối đường bên tay phải. Nhưng mà cái cửa đó là cái cửa móc neo mà hồi nãy mình có mở rồi, mình đâu mở được đâu. Đúng không ta? Không nhớ nữa. Cái cửa cuối đường ở bên đó đó. Nó cứ ở đây hoài sao tôi đi được trời. Update my to-do list. Okay, get out of this mansion. It's now priority number one. Oh, mở được cái cửa này nè. Oh, một cái chìa khóa. Nó tới. Nó
đi bên kia rồi. Cửa này đúng không? Này sư. Oh, chapter 1 complete. Ok, này sư. Xong chapter 1, còn chapter 2. Hồi ghê quá, để nó đi. Chapter 2 để mai đi chiến. I've been cold for so long.